Tiểu Thơ, cô đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lòng của ta đã chết héo, còn cái gì để suy nghĩ? Cô đừng có nói như vậy. Không cần an ủi ta. Thật ra cha của ta đâu có thương ta, mẹ của ta cũng vậy. Ở trong căn nhà này, đâu có ai thật tình yêu thích ta. Khó khăn lắm mới có được Trình lão sư đối với ta tốt, nhưng bây giờ bị người ta đuổi đi. Ta nghĩ ta cũng không thể ở lại căn nhà này. Ê, ai nói là không có ai thương cô? Tôi rất quan tâm đến cô mà. Lưu Nhữ Nương, tại sao cha mẹ ruột của ta lại đối xử với ta như vậy? Không lẽ ta đã làm sai cái gì? Tiểu Thơ, cô không làm sai điều gì hết. Hôm nay tôi đã làm bánh bạch đường mà cô thích ăn nhất cho cô ăn, có chịu không? Ây da, đại tiểu thơ, Lưu Nhũ Nương này thương cô nhất mà. Bà thương ta có ích gì? Bà đã phải mẹ của ta. Tiểu Thơ, bánh đường hoa tới rồi. Tiểu Thơ, ăn bánh đường hoa đi. Tiểu Thơ, ây da, sao không còn quần áo? Thôi chết, Tiểu Thơ nó bỏ đi. Phu nhân, phu nhân, thôi chết, Tiểu Thơ bỏ đi rồi. Cái gì? Tôi nói là Tiểu Thơ đã bỏ nhà đi. Bà không cần phải sợ như vậy. Có thể nói chỉ là bỏ ra ngoài để dạo chơi. Phu nhân, chắc bà cũng biết khi nãy lão già đánh cổ, cổ khóc rất là thê thảm, còn đã lấy hết quần áo bỏ nhà ra đi. Đứa con gái này, có lẽ nó chỉ ý mình là Tiểu Thơ cho nên mới làm vậy. Ây da, phu nhân à, tại sao bà không nóng lòng chút nào? Dù sao cổ cũng là con gái ruột của bà. Hãy phân phối hạ nhân để kiếm nó về. Dạ. Mình đi đâu bây giờ? Lãnh Quyết, Lãnh Quyết, Lãnh Quyết, rốt cuộc ta đã đợi được anh đến. Ta đứng ở đây đợi lâu lắm, ta biết anh nhất định sẽ tới. Tôi với cha cô như lưỡi với nước, cô kiếm tôi có chuyện gì? Anh cứ yên tâm, không phải cha kêu ta tới tìm anh, chỉ là ta nghe được ông nói là biết anh sẽ tới. À, Lãnh Quyết, bây giờ ta đói bụng nhưng lại không đem theo ngân lượng. Anh đãi ăn cơm được không? Được không hả? Đi đi, đi. Cô nói cô bỏ nhà đi. Ừ. Thật là con gái đơn độc phiêu bạt khắp nơi, vậy là không tốt. Ai nói là ta đơn độc? Có anh đi với ta mà. Thật ra lần này bỏ nhà ra đi, phần nữa là ta đã quá giận, nhưng có phần nữa là đến tìm anh. Tiểu Đào cô nương, chuyện gì? Anh không thích ta tới tìm anh sao? Để tôi đưa cô về. Ta không về. Ta đã hạ quyết tâm rồi, ta tuyệt đối không trở về. Anh đừng có đuổi ta về có được không? Vậy được, tạm thời cô ở lại, để khi nghỉ xuống thì trở về. Ừ. Đại sư huynh, đại sư huynh nói trước đi.
Anh đâu có tài đức gì mà khiến em tốt danh như vậy. Thật ra thiệt là không đáng. Em không cho anh nói như vậy. Anh nhận ra được nên quyết tốt với em. Trong lòng của em chỉ có mình anh. Em đã nhất quyết, bất luận là thiên nhai địa hải, vạn trượng sâu thẳm, suốt đời này của em sẽ đi theo anh. Thanh Thanh, đừng nói nữa. Nói nữa là em giận. Thanh Thanh, đừng quá tốt đối với anh. Vô tình này sẽ chịu không nổi. À, em quên là phải cần vào nhà bếp. Đợi em chút. Trân à, wow, con gà mập quá. Cho Duy Tình ăn bổ thân là tốt nhất. Thanh tỷ à, chị thiệt là quá thiên vị. Có gì tốt là dành hết cho ảnh, vậy còn mình? Trân, thì mình ăn ít một chút. Biểu tỷ, em thiệt thấy tức giùm cho chị. Người có tứ chi đầy đủ lại không lựa mà đi. Trân, chị không cho em nói như vậy. Vậy được, không nói nữa. Nhưng mà chị cũng nên nghĩ lại cho Lãnh Quyết. Anh đối với chị cũng như là chị đối với Vô Tình, nên... Nhưng trong lòng của chị chỉ có thể chứa một người. Chứa thêm người nữa thì chứa không nổi. Chị với Lãnh Quyết không có duyên phận. Đại sư huynh ăn canh đi. Đại sư huynh, đại sư huynh. Thanh Thanh, tha lỗi cho anh đã bỏ đi không lời từ giả. Em là một cô gái tốt. Anh tin rằng Lãnh Quý thích hợp với em hơn anh. Hứa với anh là hãy quên anh. Anh tin có một ngày em sẽ hiểu được anh làm như vậy là nghĩ tốt cho em thôi. Tại sao lại như vậy? Tại sao muốn đi thì bỏ đi liền. Dạ Thanh tỷ, chị có biết là rượu gì hay không? Là Trần Niên lão tử em ăn cắp của tri mệnh đó. Chị làm gì? Chị nhất định phải đi tìm ảnh về. Hả? Sư huynh, anh ở đâu vậy? Vô Tình, anh thiệt là vô lương tâm. Nếu anh phụ lòng của biểu tỷ tôi thì qua đại trân này là người đầu tiên cầm thao cho anh. Trân à? Ủa Trân, anh tỷ có tin tức đại sư huynh không? Ngài cả bóng cũng không thấy. Có lẽ là, có lẽ đã bỏ đi xa. Thôi chúng ta đi về. Đi đi. Nhớ lần đầu tiên ta nhìn thấy anh là ở ngoài đường. Và lúc đó ta vừa bị bọn bắt quái bắt giữ, cũng nhờ anh xuất hiện để cứu ta. Hào khí quan ghép tội ác của anh thì làm cho ta có ấn tượng rất sâu sắc. Tôi đâu có tốt như vậy. Từ nhỏ cha mẹ của ta đã không thương ta, nên ta rất ao ước có một người bạn và có được tình yêu. Nhưng cha ta thì lại là một người chuyên làm chuyện ác, một đại tướng quân.
Ta không có cách nào làm thay đổi ổng được. Nhưng ta hy vọng từ mình có thể quan tâm đến nhiều người khác, để giảm bớt tội ác của cha. Cô thiệt quá lương thiện. Anh thiệt nghĩ vậy sao? Ừ. Thôi được, tôi phải đi. Anh đi đâu? Tôi có chuyện của tôi. Lãnh Quyết, anh có thể lại đây một lát được không? Tôi thật sự phải đi. Cô bảo trọng. Lãnh Quyết, Lãnh Quyết. À, hai vị, xin mời hai vị, mời vào, mời vào. Ông chủ. Dạ. Xin hỏi có thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn với gương mặt tuấn tú hay không? Ờ, như là không gặp qua. Ông khẳng định một chút có được không? Ừ, thật tình là không thấy. Chứ. Nghĩ. Lãnh Quyết. À, sao anh lại ở đây? Ừ, tôi kiếm bạn. Là bạn gì? Lãnh Quyết. Lãnh Quyết. Lãnh Quyết. Tao chỉ có một mình, tao sợ lắm. Ở lại với tao thêm lát được không? Ờ, anh đi kiếm bạn anh, nhưng lại cùng với một cô gái trong khách điếm. Cô đừng hiểu lầm, cô là con gái của Linh Lạc Thạch. Linh Lạc Thạch? Ờ. Nhà. Người nào anh không quen? Sao lại đi quen với con gái kẻ thù của chúng ta? Cô nói gì đây? Chị, Lãnh Quyết, cậu là ai? Mà kệ ta là ai. Sao? Sao cô lại dữ quá vậy? Nè, cô đừng sợ, cô không ác ý. Về phòng nghỉ ngơi đi, tôi đi trước. Ừ, anh có đến tìm ta nữa không? Ừ. Ừ. Ê! Lãnh Quyết! Lãnh Quyết! Anh đứng lại! Lúc nãy tôi vẫn chưa hỏi xong. Cô đã nghĩ quá phức tạp. Vậy sao? Tôi còn tưởng là anh một lòng một dạ đối với biểu tỷ của tôi. Thì ra là anh một chân bước hai thuyền. Cô càng nói càng quá đáng. Ai quá đáng đây? Biểu tỷ của tôi đang vật vã đau khổ, còn anh thì lại ở đây thiệt tình. Cậu nói sao? Còn hỏi ra sao? Và các huynh, nước cờ này của huynh thiệt quá sự ý. Xem ra không có lòng tham chiến hả? Huynh nhớ vô tình. Không phải. Chuyện nhi nữ thường tình, làm thân sư phụ như tôi muốn can thiệp cũng không được, và cũng không tiện nói nhiều lời. Nhưng mà hình như huynh đang có tâm sự. Tôi đang lo lắng vì muốn tranh đoạt được Kim Hội Bình, Võ Lâm khẳng định sẽ nổi lên một trận phong ba nữa. Lần này thật là bất hạnh cho Võ Lâm. Và kỳ tuyển chọn Võ Lâm Minh Chủ sắp sửa đến, chuyện loạn trong Võ Lâm sẽ còn nhiều hơn. Và các huynh, tôi nghĩ lần này hay là huynh hai tay thảnh thơi, chỉ ngắm minh nguyệt, tự do tự tại, cần gì rước thêm phiền não. Nhưng mà nhìn vào thiên hạ thì chỉ Gia Cát huynh mới sánh nổi với Linh Lạc Thạch. Nếu lần này bị hắn nắm quyền, khẳng định không phải phước của Võ Lâm. Xin huynh hãy suy nghĩ lại. Thôi đi, huống chi tôi lại mang danh bất nghĩa, chưa chắc đã lấy được lòng thiên hạ. Linh Lạc Thạch đã nhìn thấy được điểm này, cho nên liều chết ôm lấy kim điển. Vì cái tên bại hoại này thật là bất lợi. Thôi đừng nói tới hắn nữa. Nè nè, hãy tiếp tục. Đại sư huynh, tại sao anh quá vô tình với em? Tại sao anh vô tình bỏ đi như vậy? Đại sư huynh, đại sư huynh, kể về đi. Không, đại sư huynh chưa trở về, em phải ở lại đây. Em ở đây để chờ ảnh. Em đã chờ ảnh hết một ngày.
Đại sư huynh không nhẫn tâm như vậy. Không đâu. Thanh Thanh, anh xin em trở về đi. Thế em tự dằn vặt mình, anh thiệt đau lòng lắm, cứ biết không. Chuyện của em không cần để ý. Thanh Thanh, em hãy ngoan ngoãn nghe lời của anh. Anh không muốn em tự dằn vặt mình. Ai nói là em tự dằn vặt mình? Em tự dạy dỗ mình, cũng như là em đang dạy dỗ anh. Trước khi em chưa chờ được đại sư huynh, em có biết anh đã chờ bao lâu không? Thanh Thanh, cả đêm em không ngủ. Đừng đụng đến. Giờ em chỉ có cái này. Vô tình bỏ đi, em chỉ có lá thư này bên cạnh của em thôi. Vô tình bỏ đi thì em còn anh. Anh sẽ ở lại bên cạnh của em. Em cũng biết là anh sẽ ở lại đây với em, nhưng tình yêu em cần, chỉ có vô tình mới cho em được. Nhưng vô tình đã bỏ đi rồi. Đúng vậy, vô tình đã đi. Tại sao vô tình lại vô tình như vậy? Em đã đem hết tình yêu của mình giao cho anh ấy. Tại sao anh không để ý tới cảm giác của em? Tại sao lại bỏ đi mà không luyến tiếc chút nào hết? Tại sao đối với em như vậy? Tại sao? Anh cũng mong vô tình ở lại để anh không nhìn thấy em bị đau khổ. Lời của anh nói là sự thật. Xin lỗi anh, Lãnh Quyết, em xin lỗi. Không sao, anh hiểu mà. Anh có thể chờ, chờ tới ngày nào vô tình biến mất trong tim của em, chờ tới lúc em có thể hoàn toàn chấp nhận anh. Vô tình, tại sao anh đối với em như vậy? Tại sao đối với em như vậy? Tại sao? Vô tình, tại sao anh đối với em như vậy? Tại sao đối với em như vậy? Tại sao? Tại sao đối với em như vậy? Tại sao? Thanh Thanh, em khóc đi.
Anh biết trong lòng của em đau khổ lắm. Em cứ khóc. Vô tình à, vô tình, ngươi thì quá nhẫn tâm. Ngươi rõ ràng yêu Thanh Thanh, nhưng sao ngươi lại quá vô tình, lại cười tuyệt cổ, thiệt là vô tình. Tiểu Nhị, đem rượu tới đây. Tiểu Nhị, ta đang kêu người đó. Ăn hiếp ta là người què hả? Rượu đâu? Rượu đâu? Ai dạ, tới liền, tới liền. Ai dạ, khách quan. Ngươi thật là quá đáng mà. Vợ nước lên áo của ta. Dạ, xin lỗi, xin lỗi. Đành mau, đành mau, đành mau. Chạy đi. Đồ áo của ta hả? Được hết rồi nè. Chạy đi. Dỡ mặt cái đại gia. Cái tình vô ý thức này dám làm đổ rượu của ta. Hả? Có nghe hay không? Cái thằng què này dám chửi ta. Tao què thì sao? Bị què thì không thể chấp nhận tình yêu của người khác à? Người nói tầm bậy cái gì? Bộ khùng hả? Ê, đại ca, đại ca, thôi bỏ qua đi. Chỉ là thằng què thôi. Nó uống say rồi mình đi đi. Đi. Đứng lại. Ê à, mẹ, cái thằng què này, ta thấy người què ta không muốn chấp nhất với người. Đừng có tưởng là mình giỏi. Tao què thì sao đi? Tao què đôi chân như con đôi tay. Các người chưa chắc đánh lại ta đâu. Ông người. Lên đi. Chắc người tay cầm vũ khí, chắc cũng là người luyện võ. Cả hai lên cùng một lúc. Đừng để cho người ta cười. Cả hai người đánh không lại một thằng què. Tiểu tử thối, rượu mà có bốn muốn rượu phạt. Hôm nay ta đánh gãy tay của ngươi luôn. Để coi từ nay còn giỏi nữa hay không. Quyền của người yếu ớt vô sức. Bằng vào võ công như vậy mày dám qua lại trên giang hồ à? Chưa đủ tư cách. Người muốn chết hả? Còn cứng miệng. Đúng. Đánh như vậy đi. Đánh càng mạnh thì càng tốt. Ta không sợ đau đâu. Cái tên mất dịch đây. Chở đi, chở đi, chở đi, chở đi. Thiệt đau, đau lắm. Sao hả? Đau lắm sao? Muốn cầu sinh à? Thanh Thanh, tại sao tim của anh vẫn còn đau như vậy? Có lẽ tại bọn họ đánh không đủ mạnh. Giảm sức anh hùng không? Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy người. Cái đám tiểu nhân vô dụng chán người, ra sức đánh đi, đánh mạnh lên. Tại sao lại không thấy đau vậy? Ta dùng cái đau của thể xác giảm đi cái đau của tâm hồn. Đánh đi, 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 đánh, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Nào qua đây coi, qua đây coi, qua đây coi. Đại nháo kìa. Phải, đánh đi, đánh đi. Qua cầu mau, qua cầu mau, qua cầu mau. Cái người đánh đi. Đánh nữa đi. Đó, đánh nữa đi. Đại nháo trà lầu kìa. Đánh nữa đi. Trông coi, bò lên. Đánh đi, bò lên. Đánh đi. Đánh người hả? Đánh đi, được, được. Không, này đánh đi, đánh ta đi. Đánh ta dàn xin người. Làm ơn đánh ta đi. Tôi dàn xin người, làm ơn đánh ta đi mà. Làm ơn đánh ta đi. Đánh ta người mà. Tôi dàn xin người đó là ơn đánh ta đi. Mạnh lên, mất nhiều sợ. Đừng có giỡn. Đánh tiếng mạnh lên đi. Đánh đi, đánh ta đi. Đánh ta đi. Đừng có sợ mà, đánh ta đi. Đánh đi, đánh ta đi. Đánh đi. Làm giỡn áo của ta. Ta không sợ đâu, đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Bụi ra.
Đánh ta đi, đánh ta đi. Đại sư huynh, đánh ta đi. Sư đệ, tiết thủ, đánh anh đi, mau đánh anh, đánh anh đi, đánh anh đi, nè, tiết thủ, đánh anh, đánh anh đi, đánh anh đi mà, tiết thủ, làm ơn làm phước đánh anh đi, tiết thủ mà, đại sư huynh, bình tĩnh lại, đánh anh đi, đánh anh đi, đánh anh đi, anh đang cần em đó, đánh anh đi, anh giang xin em mà, đánh anh đi, lại đại sư huynh, đánh đi, đánh đi, đánh đi, tại sao không đánh chứ, đánh đi, đánh anh đi, bình tĩnh lại, đánh đi tiết thủ, đánh đi, đánh anh đi. Tại sao Lĩnh Quyết không tới thăm mình? Anh hứa là sẽ tới thăm mình mà. Chắc không phải là muốn bỏ mặc mình chứ. Lĩnh Quyết, cô nương có cần bưng cơm trưa vào phòng hay không? Ta không thấy đói, ta đi ra ngoài. Khách quan, ăn các vị đại gia xin mời bên này. Tiểu Nhị tiếp đại khách. Dạ. Nè chữ quỷ, khách điếm có cô nương nào trẻ tuổi hay không? Vậy thiếu hiệp này muốn tìm cô nương xin hãy đến kỹ viện kiếm. Nơi này chúng tôi làm ăn đàng hoàng, không có làm cái việc đó đâu. Thiếu gia muốn tìm em gái của mình, ngươi nói bậy bạ gì? Xin lỗi. Tiểu đâu? Thật sao lại mới đây? Đi, mẹ muốn anh đưa em về. Không được, em không về. Trong nhà đó thiệt rơ, không ai thích em. Em về làm gì? Em về để làm gì thì anh không biết. Anh chỉ làm theo lệnh. Đi. Em không muốn trở về. Em còn không nghe lời của anh, anh sẽ nói cho cha biết. Tính của cha chắc em cũng biết mà. Đừng nên để cho cha giận. Ông giận thì cứ để cho ông giận. Hơn nữa ông đâu có thích em. Anh trở về nói cho họ biết, nói là vinh dự em không trở về đâu. Tránh ra. Nè, trở lại. Tiểu thư. Thiếu gia, bây giờ phải làm sao? Làm sao hả? Tốt nhất là đừng có trở về. Luôn tiện ta bên ngoài đi chơi vài ngày. Đi, chúng ta đi kể diện kiếm cô nương. Dạ, dạ được lắm. Mở cửa mau. Là cô hả? Nếu cô ở đây, Lãnh Quyết nhất định cũng có ở đây. Tao muốn tìm ảnh. Dạ, xin lỗi, Lãnh Quyết không có đây, khi khác mới kiếm. Hả, vậy anh đi đâu? Không biết. Khi nào anh về? Không biết. Vậy cô biết cái gì? Cái gì tôi cũng không biết. Ê, đây 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 nè. Mở cửa mau đi. Ta nói cho cô biết, ta tìm không được Lãnh Quyết, ta không đi. Mở cửa. Ê, mở cửa, có nghe không? Ê. Sư phụ vẫn không muốn tham gia đại hội Võ Lâm Minh Chủ. Ta khuyên cách nào ông cũng không nghe. Cứ lo là trên giang hồ không thể nào chấp nhận quá khứ của ông. Sư phụ không chịu tham gia đại hội Minh Chủ Võ Lâm, vậy thì càng có lợi cho Linh Lạc Thạch. Có lợi cho Linh Lạc Thạch đó là chuyện nhỏ, có thể Võ Lâm gặp đại nạn là chuyện lớn đó. Không được, Linh Lạc Thạch gây tội ác bấy lâu, không thể để cho hắn gây hại Võ Lâm. Lần này sư phụ nhất định phải xuất hiện trong Võ Lâm đại hội để mà tiêu diệt hắn. Anh đi kiếm sư phụ. Kim Anh, đừng cũng quá nóng nảy. Tánh của gia cát thần hầu ngươi không phải là không biết. Nếu muốn ông tái xuất giang hồ thì chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Nếu muốn giải quyết thì phải tìm cho ra Kim Điển. Chỉ cần giúp gia cát thần hầu giải quan thì ta tin rằng ngày Võ Lâm đại hội cũng là ngày dỗ kỵ của Linh Lạc Thạch. Đúng. Chỉ cần có được Kim Điển, sư phụ nhất định hiệu triệu thiên hạ. Âm mưu của Linh Lạc Thạch, hắn sẽ trở thành một con chuột trốn chui trốn nhủi, ai cũng đòi đánh. Kim Ảnh, lão phu biết được khinh công của ngươi rất tốt. Ngươi đã luyện được môn khinh công đệ nhất thiên hạ. Kim Ảnh, em nghĩ chỉ là loại võ công lộ mèo giải trí thôi. Đúng. Nói gì nghĩa là sao đây? Truy này là một nghĩa tặc kinh đồng Võ Lâm, cướp phú tế nghèo, có biết không? Nè, anh đừng khoe khoang. Nếu như anh có bản lãnh thì vào tướng quân phủ trợ em Kim Điển ra. Nếu như không
thì anh chỉ là một tên ăn trộm vặt, chỉ có tiếng mà không có miếng. Nè tiểu sư đệ, đừng có càng nói càng quá đáng nhờ. Ê, Lãnh Quyết nói rất đúng, chỉ có cách vào tướng quân phủ mới đánh cắp được kim điển. Như vậy Gia Cát Thần Hầu mới có thể tái xuất giang hồ, Nhiên Hậu mới có thể tiêu diệt được Linh Lạc Thạch. Điểm này ta cũng biết, nhưng mà tướng quân phủ dễ bị thâm nghiêm, đâu có thể vào đó một cách dễ dàng. Anh nổi tiếng là nghĩa tặc mà. Em tin là anh nhất định có phương pháp. Thôi được, tiếc là phiền phức. Đã nói là người sợ nổi tiếng heo sợ mập mà. Ai biểu khinh công của tôi cao làm gì hả? Đừng có làm bộ là tài giỏi. Nè, lại xí miệng vào à? Em đâu có nói sai. À, các người nói chuyện đi, ta vào phòng trước. Nè nè, Lãnh Quyết, anh đón coi lúc nãy An Kiếm Anh. Nè 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 nè, tại sao tránh né như vậy? Ta ghét nhất thứ đàn bà này. Ai cần anh để ý tới? Nè nè, là cái cô gái hai hôm trước ở quán trọ đã kiếm anh. Nguy, tôi vẫn lo chăm sóc Thanh Thanh, nên đỡ quên đi tiểu đao. Nè, đơn giản thôi, em muốn cái đao có phải không đây? Anh lấy cho em. Nè, vì đại ca này, tiểu đao là tên của con người. Tiểu đao là tên người? Ây da, sao lại có người mang cái tên đó chứ? Qua đại trưng, bây giờ cổ đâu? Tôi ghét cổ quá, cho nên đã đủ có vậy. Vậy thì thôi, dù sao cũng không có thời gian để ý cổ. Truy mệnh, truyền kim điển giao cho anh. Em đi coi Thanh Thanh. Con tim lạnh lùng của Lãnh Quyết đã sắp sửa bị tàn đá. Còn trái tim nhiệt tình của ta thì lại sắp sửa bị đóng lại. Anh nói gì? À, không gì không gì, ta đi làm việc. Đại sư huynh, uống miếng nước đi. Đại sư huynh à, không thể nào như vậy được. Suốt ngày cứ uống rượu, nhất định phải cố gắng một chút có biết không? Muốn tôi cố gắng, chỉ cần khi nghĩ tới Thanh Thanh thì cái đầu của tôi rất đau. Tôi chỉ biết dùng rượu làm cho mình mê muội, chỉ còn cách này mới có thể quên đi tất cả mọi chuyện. Đại sư huynh, đừng trách để quá nhiều chuyện. Tại sao huynh không thể chấp nhận Thanh Thanh? Tôi lấy cái gì để mà chấp nhận Thanh Thanh đây? Câu đôi chân của tôi, tôi là một người nửa thân đã bị què quặt. Thanh Thanh chung sống với tôi, cô chưa chắc là có hạnh phúc. Nếu mà Thanh Thanh không yêu đại sư huynh thì quên đi. Nhưng mà hai người đã yêu nhau, cô đã có ngại chuyện này? Cô không ngại nhưng mà tôi ngại. Đi theo một phế nhân như tôi, đối với cô thì quá tàn nhẫn. Theo lời của huynh nói, huynh rời xa cô không tàn nhẫn hay sao? Phế nhân? Huynh nói cái gì? Cô phải quên tôi, chỉ sau một khoảng thời gian thì cô nhất định quên tôi. Nếu như cô không quên được thì sao? Được, tôi giao cô lại cho Lãnh Quyết. Chỉ cần Lãnh Quyết đối với cô tốt một chút thì cô sẽ chắc chắn quên được tôi. Huynh càng nói thì đệ càng không hiểu, thì là không biết gì hết. Vấn đề nam nữ như vậy thì đệ không có kinh nghiệm, cho nên không biết phải khuyên huynh thế nào. Nhưng mà đại sư huynh, bất luận là có quyết định gì cũng được, huynh nhất định phải nhảy ra cái vòng luẩn quẩn này. Nếu như không thì vĩnh viễn huynh không có thể đứng dậy. Anh thật sự là một phế nhân không thể đứng dậy được. Đại sư huynh, đừng nghĩ bây giờ không những là chân của huynh có chuyện,
mà ngay cả tim của huynh cũng có chuyện nữa. Đúng, không những là chân của anh bị què mà trái tim cũng bị nát luôn. Thì cảm ơn em đã nói những cái lời này với anh. Anh nhất định ghi nhớ. Anh đi. Ôi, nè, đi đâu vậy? Thiên nhai địa hải cũng sẽ có một nơi để dung thân. Nghe huynh nói như vậy thì nghĩ là không có chỗ để đi. Đại sư huynh hay là gì? Để huynh ở lại trong nghĩa đường đi. Không được, cáo từ. Đại sư huynh, anh Mũi Tạ. Mũi Tạ. Cô phụ. Trình lão sư. Dương Kèn. Cái tên phế nhân này tại sao đây? Nói. Cậu à, Trình lão sư đó chỉ là cái tên để nằm dùng thôi. Tên thật của anh là Vô Tình, là đại sư huynh của cháu. Đại sư huynh của cháu? Đúng vậy. Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Quyết, ba người họ là sư đệ của tôi. Vậy thì tốt quá. Hiểu lầm lâu nay thì ra tất cả đều là người nhà. Nè, Dương Kèn, tại sao còn ở đây? Ông đã trở mặt với Linh Lạc Thạch, đúng ra hắn không có tha cho ông. Hắn muốn lấy mạng của ông là chuyện dễ dàng thôi, nhưng mà ông có thể bình an ở lại chỗ này. Ông tự nói đi, giữa ông và Linh Lạc Thạch thật ra có bí mật gì mà người khác không biết? Trình lão sư, không gặp nhau một thời gian, cái miệng của ông vẫn còn độc vậy. Tôi thì cảm thấy kỳ lạ. Trình lão sư, không phải, đúng ra cái là Vô Tình. Ông không những đã lợi dụng Thiên Triều Môn mà còn quy thuận Linh Lạc Thạch làm tâm phúc của hắn. Hạng người như là ông. Bố Tạ, cháu hãy cẩn thận đối với sư huynh này, có ngày hắn sẽ phản bội cháu. Ông. Thôi được, đừng có chống đối với nhau nữa. Cậu nói rất đúng, nếu đã là người một nhà thì đừng có làm tổn thương hòa khí. Đại sư huynh, huynh có nói là muốn đi mà, để đi với huynh. Anh không đi. Anh ở lại chỗ này. Huynh nói thiệt hay nói giỡn vậy? Để đã có nói, huynh nên ở lại đây mới đúng. Tình hình bây giờ thì huynh không nên ra ngoài một mình. Huynh ở lại trong nghĩa đường để săn sóc cho huynh. Anh ở lại chỗ này là vì Dương Kèn. Bởi vì ta? Không sai. Dương Kèn, ông có ý đồ xấu, tôi biết rõ nhất. Tôi ở lại đây là muốn coi rõ bộ mặt thật của ông. Được, được lắm. Vậy thì ta cũng nên coi lật mặt thật của ai ra trước thì biết ngay. Thanh, ăn miếng cơm trước đi. Thanh à, đã 2 ngày em không có ăn uống gì. Tiếp tục kiểu này sức khỏe sẽ kém đi. Em không sợ chết, như vậy là xong. Để khỏi sống mà chịu khổ. Hỏi nhân gian tên là cái gì? Đáng để tự nguyện sinh tử. Anh không để cho em tiếp tục như vậy, em nhất định phải ăn. Đến lúc cho em ăn.
Nè, Thanh Thanh, Thanh Thanh. Vô Tình, Vô Tình, Vô Tình, Vô Tình, Vô Tình. Anh đừng bỏ em. Vô Tình, đừng bỏ em. Em xin anh, đừng bỏ em. Vô Tình, đừng bỏ em. Anh không phải là Vô Tình. Em yên tâm, anh sẽ không bỏ em. Anh sẽ luôn ở bên cạnh của em. Có người ở trong, đi đi. Bao nhiêu tài kinh cát mau lên, 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 mau lên. Xảy ra chuyện gì? Đại nhân, có người đã giả tài kinh cát. Mọi người bao vây ngoài cửa, mặc kệ nó là cái gì thì bắt nó cho bằng được. Dạ. Yeah.